hai hôm nay cộng đồng sinh viên đang có nhiều bài phốt về các sinh viên nữ bị lừa tình các kiểu rồi các phát boy bị phốt kể chiến công á anh anh qua group bột sinh viên xem các bài phốt đó và cho lời khuyên các bạn sắp lên đại học đi anh. Thực ra Mẹ mày chuyện có thật cái chuyện đó cái, cái chuyện chúng nó thích làm gì kệ mẹ chúng nó miễn không mang bầu với cả ảnh hưởng cuộc sống mà được cái gì đâu mẹ mày tôi chung một cái chuyện đấy chuyện gọi là giải tỏa chú cả hai bên đồng ý không hiếp dâm thì tôi, 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 thoải mái có gì đâu Cái mẹ ai quan tâm làm gì trời ơi mà câu chuyện các bạn nghĩ các bạn hay hay kể câu chuyện đấy là gì là là gì nhỉ tôi tôi và các bạn tôi kể câu chuyện tôi vừa kể các bạn cái đấy nhá tôi, 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 quan tâm với chuyện người ta mà các bạn đây là chuyện của người ta thì mẹ thì vấn đề về cậu đã tôi nói cậu hơi bậy một tí giải tỏa về tình dục thì đứa nào chả cần đúng không đúng không mà chính ra để bất kỳ ai trong chúng ta Tất cả những người kinh trác hay kể cả tôi ra đời Thì đều phải có tình dục mới ra đời được đúng không Đúng Vậy thì việc đeo cái cấm làm thì cấm làm đeo Cả hai bên đều đồng ý đều tự nguyện Thì mẹ mày tôi, khuyên cái đeo thì Đừng không được phát à Oh my god man Vấn đề là gì phải có trách nhiệm Chờ tí tôi chuyển cái xin này qua Tôi cho nói tôi nói câu chuyện kế tiếp để tôi nói chuyện cái sau Chờ tí Tôi hay nói các bạn hay các bạn nghĩ là hợp hơi bậy tí nhưng như nào Um, nói nào nhỉ Sao ông tiên tiến tiếng rồi không nhất không cần thiết không nhất quyết không nhất thiết nhá để các bạn phải sống Nó kiểu của đồng trinh cả đời đúng không đúng mà chúng ta đơn giản là có những nó hát phăng một tí thì sao đâu có gì đâu chả hiểu sao mẹ câu cứ thế chả hiểu luôn ấy hôm trước tôi bảo các một câu ấy mà nhiều ông hay bảo là tôi là nói thế nó không vi phạm thuần phong mỹ tục các kiểu ấy câu gì nhà mình lâu không nó không qua mình nói à đúng rồi một thằng đàn ông có trách nhiệm ấy là thằng mà trong ví luôn có bao cao su và còn một con đàn bà có lương tâm là con mà trong túi lúc nào cũng có vỉ thuốc tránh thai lại cô đây là như nào là bảo vệ chính mình đi có thế thôi mẹ buộc cười nhỉ sợ hơi mẹ em cao câu... bố khỉ đấy bảo vệ chính mình cái gì đâu lại chúa Không hiểu được mất cả hứng nhất ăn uống, nhì ngủ nghỉ, ba ỉa đái, bốn tình dục mặt cười. Mẹ mày khổ quá thì thật. Miễn ấy, miễn sao ấy mà vui chơi ấy, không ra sản phẩm là có gì đâu mà hai bên đều tự nguyện có đéo đâu mà đây là nhu cầu của con người rồi các bạn. Trời ơi, xin người, thưa ngài. Thế thôi, có gì đâu. câu à, chuyện về tôi về câu chuyện cô nói chút chuyện nó hơi bị nghiêm túc quá. Thế tôi cái nói, okay, nói thẳng cái tôi, nói thẳng, tôi nói thẳng 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 luôn tôi, tôi giấu làm gì? Bây giờ tôi bây giờ giả dụ tôi bảo các bạn nhé là gì? Là không được lên đại học không được sống buông thả các kiểu. Không được gọi là trao thân mình cho bất kỳ ai cả đại học mày phải giữ gì chính tích cho chính mình. Đấy là lời khuyên ngu vãi lồ và một thằng muốn hại các bạn đã đưa cho các bạn bởi vì sao? Xong lúc đấy nhá, các bạn đi uống bạn đi trong đại học bạn đi ăn tiệc với bạn bè. Và bạn được ngồi cùng cờ rớt cờ rụng như đấy vì bạn sai, bạn không kiểm soát được bạn, bạn không, kiểm soát được mình bạn lúc đấy bạn bạn lúc đấy bạn theo lời khuyên của tôi xong bạn trong buổi giải vũ nhá hai đứa mẹ mày lên con mẹ mày giường rồi thằng kia đéo đèo bao ai cứu các bạn bây giờ chính mình phải cứu mình mình phải mang mang con xu đi đâu mình phải mang mình phải mang kể con gái hay con trai trong túi lúc nào cũng phải có mấy cái đồ để bảo vệ chính mình của mấy cái chuyện đấy mẹ mày trong cơn phê lại mẹ mày mất con mẹ mày hỏng cả đời à Đâu được nó okay. kia Bảo phải chứng minh đi cái gì đâu cha hiểu chưa hiểu được chúng nó. rồi kết ok mất đâu nét hi. trời ơi, khổ lắm kìa các bạn đấy, bảo các bạn nhá, công lại bảo công câu chuyện nó mẹ thề lại câu chuyện đi hơi sâu đến thôi mà cũng hơi hài một tí đấy là gì nhớ công trước tôi bảo công không mẹ mày gì nhỉ dù cho trăm khéo nghìn khôn mẹ trước cửa thần lôi cũng phải mẹ quỳ gối chống Chị tay chú nghĩ hết. thế nào về việc bị nhiệt huyết 3 giây vậy chú chờ chú chờ chú tí mẹ em cũng quỳ chống tay hết ở đấy mẹ mình cứ kêu là mẹ mày nó dụ dỗ em nhưng mà mày không biết bảo vệ chính mày thì mày chết mẹ mày chưa làm sao nữa đúng không Đấy có tệ rồi sống vì mình đi bảo vệ mình trước đã tiếp nhá nhớ chưa dù ừ, bạn ế phải lì nha bạn cũng phải mẹ có trong người bạn có xu với kia thế thôi có gì đâu đấy mất hứng là đang ngồi Thế react mình không vui mua mất mèo thì có lẽ cuộc đời mình bây giờ đã tốt à, có câu chuyện cũ câu chuyện uh, reaction clip này đây đây là gì uh, các bạn nghĩ là mấy chuyện này mấy chuyện uh, điều, mấy chuyện bịa nhưng mà các bạn phải hiểu là vấn đề của tôi ấy, là tôi là người làm content là làm những thứ để các bạn thấy vui là những thứ để các bạn thấy bất ngờ là các bạn thấy mẹ mày hài hước thoải mái đúng không vậy thì tôi chính tôi phải thêm thắt vào những câu chuyện đấy bây giờ câu chuyện của cái clip này, này cái chuyện mà về lui bình tuyết ấy nó đơn giản là hôm đấy tôi dắt con tèo và con tuyết đi ra chợ và con tèo và con tuyết đánh nhau với mèo của nhà người ta bây giờ tôi kể với các bạn một câu chuyện trên clip là gì là con tôi dắt tèo và tuyết ra chợ đánh nhau với con mèo nhà người ta hết mẹ chuyện thì lúc ấy có gì hay không không hay nghe chuyện như lình chuyện tệ nghe chuyện đấy thể nghe nhạc nghe nhạc không đơn giản là một con chó đánh nhau với hai con mèo ở chợ <laughs> nghe chuyện đấy 100% trăm, trăm sự thật là một con chó đánh nhau với hai con mèo hết hết chuyện hết chuyện clip thấy vui không không vui vì thế sao công công việc của mình là làm người khác thấy giải trí cho nên là sao mình mình phải thêm thắt vào chứ mình thêm chi tiết vào như kiểu là tuyết đến nhà mình câu chuyện nó thú vị hơn đấy đấy thế làm đúng sự thật cái gì đấy nó gọi là một phần nửa một nửa của sự thật không đấy là là thành một sự thật nó thì đấy nó thú vị hơn chứ cái gì đâu trời ơi nó gọi là nó nói quá các bạn Thủ pháp nói quá đấy Trời ơi Như ông bảo là chuyện điêu Chuyện bịa Không bịa thì nó thú vị Một niềm tin kìa Lại hồn